Phần hướng dẫn sử dụng nhập công trình nâng cao, trong đó có tính yếu tố là trong một công trình có thể nhập nhiều hạng mục và trong một công trình có thể sử dụng nhiều các cái bộ đơn giá khác nhau. Như chúng ta đã thấy, hiện nay chúng ta đã trên công trình của chúng ta đã có một hạng mục và có một số công tác và nhập đầy đủ các cái diễn giải cũng như khối lượng ở đây rồi. Bây giờ vấn đề là trong một số trường hợp chúng ta sẽ có thể trong một công trình chúng ta tách ra mà hai hạng mục. Với cái ý nghĩa hạng mục ở đây nó hơi khác một chút so với các cái mà chúng ta hay quan niệm thông thường là như thế này. Với quan niệm hạng mục của chương trình thì một hạng mục nó tương đối lớn một chút. Thông thường ở trong các công trường chúng ta thi công thì chúng ta hay quan tâm đến phần móng, phần thân, phần mái, vân vân. Thì mỗi một phần đấy thì chúng ta cũng có thể là gọi một hạng mục cũng được, nhưng thông thường thì cái phần đấy chỉ là một cái nhóm thôi. Còn ý nghĩa hạng mục của trong chương trình dự toán này thì cái hạng mục của nó cao hơn một chút. Là ở đây ở ý nghĩa hạng mục của công trình thì nó hơi lớn hơn một chút. Ví dụ như là trong một cái công trình của chúng ta có hai tòa nhà. Một tòa nhà là 15 tầng và một cái tòa nhà là cái tòa nhà 10 tầng chẳng hạn, thì mỗi cái tòa nhà như vậy chúng ta mới gọi là một hạng mục. Còn những cái phần như là phần móng, phần thân và phần mái thì chúng ta gọi đó là những cái nhóm và cái mã của nó là mã sao. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề chính của cái topic này là tạo nhiều một hạng mục trong một công trình. Thì để tạo một hạng mục mới thì chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ cần gõ vào ô mã, cái tên mã của nó là HM, Enter. Sau đó chúng ta gõ vào tên của hạng mục, giả thiết như rằng là hạng mục số 2. Và từ đây trở đi chúng ta lại bắt đầu nhập tiếp các công tác như bình thường. Hiện nay chúng ta đang dùng đơn giá xây dựng, bây giờ chúng ta chuyển sang đơn giá lắp đặt. Và bây giờ chúng ta gõ cái mã đầu tiên là BA. Thì chúng ta chọn một hai mã gì đó, chọn. Tiếp theo chúng ta chọn mã BB, Enter. Chúng ta chọn lấy một cái lắp đặt ống nối. Ở đây chúng ta có thể là lại chèn dòng vào để chúng ta điền các cái diễn giải vào, ví dụ như 1 cộng 2 bằng 3 chẳng hạn. Chỗ này chúng ta điền trực tiếp cái khối lượng vào. Rồi. Bây giờ chúng ta đã thấy có hạng mục và chúng ta có thể chuyển sang hạng mục số 1 để chúng ta chèn các công tác vào. Insert. Hiện nay hạng mục số 1 là có các công tác về phần xây dựng, biểu hiện là cái mã đầu của nó là mã A. Mã đầu là mã A. Thì bây giờ chúng ta có thể gõ cái mã là BC, tức là mã của phần lắp đặt. Ví dụ chúng ta chọn một cái lắp đặt bảo ôn chẳng hạn. Thì ở đây nó cũng cho chúng ta là vào được như bình thường. Ngược lại chúng ta chuyển sang một số 2. Hiện nay toàn bộ các công tác của nó là phần lắp đặt. Bây giờ chúng ta lại chọn lại đơn giá phần xây dựng. Chúng ta chỉ chọn lại như này. Và chúng ta lại gõ các cái mã, ví dụ như AI. Chúng ta chọn lấy một công tác lắp đặt cửa sắt chẳng hạn. Đấy. Và chúng ta gõ khối lượng là 4. Như vừa rồi đã thực hành trên máy thì chúng ta thấy rằng là trong một công trình có nhiều hạng mục và mỗi hạng mục có thể dùng nhiều đơn giá khác nhau. Và cái việc chuyển đổi từ đơn giá này sang đơn giá khác để dùng thì đơn giản là chúng ta vào cái ô đơn giá này. Sau đó chúng ta chọn lại cái đơn giá mà chúng ta định sử dụng cho cái công tác đấy. Sau khi mà chúng ta đã nhập các hạng mục cho nó rồi thì chúng ta xếp công trình lại cho yên tâm. Sau đó thì bấm cái nút hình tam giác này để mà phân tích lại toàn bộ cái cấu trúc của công trình. Hoặc là chúng ta vào menu công trình, phân tích tiên lượng công trình, hoặc là chúng ta bấm phím F5. Đấy. Bây giờ để cho nhanh thì chúng ta sẽ bấm vào đây để cho tiện. Khi mà công trình chương trình đã báo là đã duyệt xong toàn bộ công trình rồi thì chúng ta đã có hai hạng mục và trong trường hợp này nó đã tự động tách ra chúng ta khi in ấn. Ví dụ như chúng ta đang ở hạng mục số 1 như thế này, chúng ta bấm nút duyệt trước khi in. Đây là chế độ demo, thế cho nên là cái việc in ấn nó cảm giác hơi chậm một chút so với cả trong thực tế. Trong thực tế thì nó không phải demo cho nên nó sẽ rất là nhanh, nó không bị chậm như thế này. Và tuy nhiên chúng ta chờ một chút xíu và chúng ta sẽ thấy được cái bảng pin review hiện ra ở đây. Đây là bảng demo in ấn và đây là cái hạng mục số 1 của nó. Bây giờ chúng ta chọn hạng mục số 2 thì chương trình sẽ in ra cái hạng mục số 2 như thế này.
Chúng ta lưu ý khi mà chọn hạng mục số 2 thì ở trên màn hình nhập liệu chúng ta cũng thấy luôn hạng mục số 2 nó nhảy lên hàng đầu để chúng ta chọn cho nó dễ. Và đây là cái bản in của hạng mục số 2. Có một cái lưu ý ở đây, chúng ta có thể không nhìn thấy các cái dòng kẻ, chúng ta cảm giác như là mất, nhưng đây không phải, bởi vì đây là chế độ preview nhỏ cho nên không nhìn thấy. Nếu chúng ta muốn khi chúng ta in ra giấy thì tất cả những cái đường như thế này sẽ nhìn thấy dòng kẻ, hoặc là chúng ta view lên với cái phần trăm, cái tỷ lệ là 200% hoặc 150% thì chúng ta sẽ thấy rõ là có đầy đủ các cái dòng kẻ, chứ không phải là mất như mà chúng ta nhìn ở trên màn hình lúc nãy. Cái việc preview này chỉ để cho chúng ta xem là các cái dòng, các cái cột nó đủ hay không thôi, và số trang của nó bao nhiêu, và sau đó chúng ta có thể bấm in đến ở đây. Khi một công trình có nhiều hạng mục như thế này thì ở các phần khác, tính toán khác, ví dụ như là tổng hợp vật tư, tổng hợp kinh phí của từng hạng mục, tổng hợp chiết tính, rồi là dự thầu hoặc là phân tích vật tư, thì chương trình sẽ liệt kê các cái phần đấy từng hạng mục một. Ví dụ chúng ta bấm vào tổng hợp vật tư thì chúng ta sẽ thấy là có hạng mục số 1 với cái hao phí vật liệu, nhân công và ca máy ở đây. Tiếp theo thì hết hạng mục 1 chúng ta lại thấy hạng mục số 2, và cũng tương tự như vậy, vật liệu, nhân công và ca máy đã thể hiện ở dưới này. Chúng ta chuyển sang bảng tổng phí hạng mục thì một cái hình ảnh cũng tương tự sẽ xảy ra, là có nhiều hạng mục được liệt kê ra và mỗi một hạng mục sẽ có một cái tổng mức đầu tư là khác nhau. Ví dụ như là cái hạng mục số 1 là 23.051.000, thế còn hạng mục số 2 của chúng ta ở đây thì cái tổng mức đầu tư là 83.743.000. Tương tự như vậy, cái bảng chiết tính dự thầu chẳng hạn thì nó cũng liệt kê chúng ta hai hạng mục, hạng mục 1, hạng mục số 2. Đấy. Và hết hạng mục số 2. Tiếp theo bảng dự thầu thì cũng có hai hạng mục như thế này. Đây là hạng mục 1 và đây là hạng mục số 2. Hạng số 2 chúng ta nhìn rõ ở đây. Bảng phân tích vật tư cũng tương tự như vậy. Và một số bảng khác, ví dụ như bảng thẩm định công trình hoặc là thẩm định hoặc là thống kê thép thì cũng có các cái liệt kê như vậy, tương tự như vậy. Nói tóm lại, cái topic này đã hướng dẫn người sử dụng cái cách mà nhập trong một công trình có nhiều hạng mục, và trong một hạng mục thì chúng ta có thể sử dụng là nhiều các cái bộ đơn giá khác nhau. Và chúc các bạn thành công.